Ba điều cấm kỵ mà đàn ông tuyệt đối không làm sau khi mà quan hệ vợ chồng, tránh nguy cơ bị đột tử. Rất nhiều người đã bỏ thời gian để chúng ta chăm chút bản thân cũng như bạn tình của mình trước khi mà chúng ta làm chuyện ấy để có được cái sự thăng hoa. Xong chúng ta lại quên mất rằng cái việc sau khi mà chúng ta quan hệ có những cái điều cấm kỵ chúng ta không nên làm để ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Và cái việc này nó rất quan trọng để nó đảm bảo sức khỏe của cả hai giới và đặc biệt là đối với người đàn ông. Và nếu như bạn vẫn giữ ba cái thói quen này thì sau khi mà chúng ta quan hệ nó sẽ gây hại cho sức khỏe, thậm chí là nguy cơ bị đột tử hoặc là gì, nguy cơ bị ung thư tiền liệt tuyến. Cái đầu tiên này, đó là bạn phải không nên tắm ngay sau khi quan hệ. Cái sự sạch sẽ và sức khỏe sau khi quan hệ tình dục là rất quan trọng đối với cơ quan sinh sản. Bởi vì khi mà chúng ta quan hệ tình dục ấy, khi mà chúng ta sinh hoạt vợ chồng thì tinh dịch của nam, tức là tinh dịch của nam và cái dịch tiết âm đạo của nữ, nó sẽ bám vào cái bề mặt của cơ quan sinh sản và rất dễ gây nên cái tình trạng gì, vi khuẩn nó xâm nhập và gây tình trạng viêm nhiễm và các bệnh lý khác. Và sau khi mà quan hệ thì chúng ta có thể dùng nước ấm để rửa sạch, để tránh cái tình trạng viêm nhiễm. Hãy nhớ nhé, hãy dùng nước ấm, nước sạch để rửa. Và tuy nhiên hãy chú ý một cái điều như này: đàn ông chúng ta không được tắm ngay sau khi chúng ta quan hệ, không được tắm ngay lập tức sau khi quan hệ. Cái nguyên nhân chính là vì sau khi mà chúng ta quan hệ thì cái nhiệt độ cơ thể nó chưa kịp trở lại bình thường, cái nhịp tim và cái mạch đập của chúng ta này nó không thể phục hồi trong một cái thời gian ngắn như vậy được. Và nếu đàn ông tắm ngay lập tức, bất luận là nhiệt độ nước có phù hợp hay không đi chăng nữa, thì nó đều gây áp lực lên các cái cơ quan ở bên trong cơ thể chúng ta. Và có khi các cái cơ quan này nó còn xuất hiện rất nhiều các cái hiện tượng thiếu oxy, nghiêm trọng hơn, có thể dẫn đến cái nguy cơ bị đột tử. Và do đó thì lời khuyên và lời kiến nghị là anh em chúng ta không nên gì, không nên tắm ngay sau quan hệ, mà hãy dành thời gian nghỉ ngơi khoảng tầm 30 phút sau đó chúng ta mới tắm. Và do đó thì chúng ta nên dành khoảng tầm 5 cho đến 10 phút để chúng ta âu yếm, ôm ấp người bạn tình của mình, để giúp cho cái cảm xúc thăng hoa hơn và cái tình cảm sẽ gắn kết, nó sẽ mặn nồng hơn rất là nhiều. Còn có cái thời gian thì nó sẽ giúp chúng ta hồi phục, chúng ta nghỉ ngơi hơn. Và cái thứ hai đó là chúng ta không nên đi tiểu ngay sau khi quan hệ. Rất nhiều người chúng ta có thói quen là chúng ta đi tiểu ngay sau khi chúng ta quan hệ. Nhưng đối với cái việc này thì anh em chúng ta không nên quá vội vàng. Sau khi mà chúng ta quan hệ, chúng ta đi tiểu ngay lập tức thì rất dễ dẫn đến cái nguy cơ bị viêm tuyến tiền liệt. Mà chúng ta vừa mới quan hệ, vừa mới xuất tinh xong thì nó sẽ tạo cho cái niệu đạo và cái tuyến tiền liệt một cái áp lực, nó sẽ tạo một cái áp lực tích lũy nhất định ở đó. Bởi vì nam giới cái phần nước tiểu và cái phần tinh dịch ấy, nước tiểu và tinh dịch nó lại chung một đường, và tinh dịch nó được lưu trữ ở bên trong niệu đạo, nó sẽ được bài tiết ra dưới tác động của cái sự co bóp, sự co thắt của các cái nhóm cơ đáy trọng, nhóm cơ sản trọng. Và chính vì thế thì nếu mà chúng ta ngay sau khi chúng ta quan hệ mà chúng ta có hoạt động đi tiểu thì khi đó nó có thể tạo thành cái nguy cơ bị xung huyết ở các cái cơ quan sinh dục, và nó còn chưa kịp gì giảm xuống để nó có cơ chế đẩy nước tiểu ra. Và chính vì vậy thì bạn sẽ cảm thấy thì xuất hiện các cái triệu chứng như chúng ta phải chờ để đi tiểu, hoặc là tiểu mãi, chúng ta đứng mãi mà nó không tiểu ra được, hoặc cũng có thể xảy ra cái sự trào ngược nước tiểu do cái áp lực của niệu đạo và tuyến tiền liệt nó chưa hoàn toàn giảm xuống. Và lâu ngày nó sẽ dẫn đến cái tình trạng gì, viêm tuyến liệt tiền hoặc là các cái rối loạn về mặt sinh lý. Và lời khuyên là gì, sau khi mà quan hệ xong khoảng tầm 5 cho đến 10 phút nhé, hãy nghỉ ngơi 5 cho đến 10 phút sau đó thì chúng ta mới nên đi tiểu. Và cái thứ ba mà các bạn cần phải lưu ý đó là chúng ta không nên ngủ ngay sau khi mà chúng ta quan hệ. Sau khi mà chúng ta quan hệ thì các cặp đôi, đặc biệt là gì, anh em đàn ông chúng ta rất dễ là chúng ta bị chìm ngay vào trong giấc ngủ, vì chúng ta cho rằng ngủ chính là giúp chúng ta lấy lại cái sức lực và hồi phục. Tuy nhiên thực tế thì chứng minh cái điều ngược lại hoàn toàn anh em nhé. Khi mà chúng ta quan hệ thì toàn bộ các cái cơ quan, cả phần này, cơ cũng như các cái hệ thần kinh nó đều hoạt động rất là mạnh, quá sức, và cái nhịp tim nó được tăng lên và nó kéo theo các cái bộ phận như là hô hấp tăng này, thở nhanh hơn, và máu nó sẽ lưu thông với tốc độ cao hơn, khiến cho cái bộ phận sinh dục của người đàn ông ở cái tình trạng bị dồn máu lại, nó bị dồn máu. Và không chỉ vậy không đâu, cái hormone sinh dục nó được tiết ra rất là nhiều và nó gây cái cảm giác hưng phấn cao độ, nhưng mà cũng tiêu hao, từ đó nó tiêu hao rất nhiều năng lượng. Và nếu như đàn ông anh em chúng ta ngủ ngay lập tức, sau khi quan hệ xong anh em ngủ ngay lập tức thì nó khiến cho các cái cơ quan trên nó không kịp thích nghi, và cái điều này nó sẽ làm chúng ta dễ tăng thêm cái cảm giác mệt mỏi sau khi chúng ta thức dậy. Và trên đây là những cái chia sẻ, những cái điều cấm kỵ
ba cái điều cấm kỵ mà chúng ta không nên làm sau khi mà chúng ta quan hệ tình dục. Nếu như bạn có bất cứ một cái thắc mắc hoặc cần tư vấn về các vấn đề sức khỏe, các bệnh lý nam khoa, các vấn đề sinh lý nam, sinh lý nữ thì các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp với tôi. Tôi cùng với đội ngũ cộng sự, y bác sĩ của phòng khám sẽ đồng hành hướng dẫn, tư vấn thật kỹ cho các bạn các cái giải pháp để chúng ta điều trị một cách khoa học, điều trị một cách toàn diện nhất, giúp chúng ta phục hồi sinh lực, nâng cao sức khỏe và có một cái chất lượng cuộc sống cao hơn. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ bác sĩ Mạnh. Nếu như thấy cái video này là hay, là hữu ích thì đừng quên nhấn nút like này, đăng ký kênh để nhận được nhiều các cái thông tin hữu ích về mặt sức khỏe mà tôi sẽ cập nhật hàng ngày. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.